Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình nha. Đây, thì hôm nay thì tôi là siêu nhân Spider-Man người nhện xanh lá cây các ơi. Đây, tình hình là người nhện xanh lá cây tôi đã phát hiện ra một con quái vật các ơi. Đây, đấy các bạn thấy chưa? Đấy, có một con quái vật có một cái cặp mắt rất là sáng luôn các bạn. Đây. Đây, hiện tại thì người nhện xanh lá cây tôi đã phát hiện ra nha các bạn. Đây. Đây là một cái con Venom Siren Head khổng lồ các bạn. Đây. Và đặc biệt là con quái vật này hiện tại thì nó đang rất là đói bụng các ơi. Ê, các bạn cho. Đây. Các bạn thấy cái bụng của nó xẹp lép và ốm tông ốm teo không? Đây. Đặc biệt là cái miệng của nó hả ra và nước nước miếng nước bọt các bạn văng ra tứ tung luôn kìa. Cái lưỡi của nó rất là dài luôn bạn. Đây. Đây không phải là một con Siren Head, một con quỷ đầu lo đó các bạn. Đây là một con Venom Siren Head nha. Đây. Đặc biệt là cái cặp mắt của nó rất là sáng luôn ơi. Đây các bạn thấy chưa? Hiện tại thì người nhện xanh lá cây tôi đã phát hiện ra các ơi. Hiện tại thì tôi đang đợi các anh em siêu nhân Spider-Man người nhện đồng đội của tôi tới nha. Đây, ở trên bầu trời thì cũng có máy bay của siêu nhân cảnh sát DK đã phát hiện ra rồi các ơi. Đây, chỗ này hiện tại đã phong tỏa rồi các ơi. Đây, phải nhanh chóng tiêu diệt con quái vật này trước khi nó tấn công thành phố nha bạn. Đấy. Ui dồi, con này quái vật này nó đang đi săn các ơi. Nhìn là biết nó đang rất là đói bụng nha bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Cái miệng của nó kìa, nước nước miếng nước dãi của nó văng ra luôn các bạn. Ui dồi, cái lưỡi nó kìa các bạn. Đặc biệt là cái bụng của nó ốm, cái bụng của nó xẹp lép các bạn. Xem ra là con quái vật Venom Siren Head này nó đang rất là đói bụng nha. Đấy, ghê chưa? Đấy. Con quái vật này rất là lớn nha bạn. Không biết là từ đâu xuất hiện nha. Tại hiện tại thì người nhện xanh lá cây tôi vẫn đang đợi các anh em siêu nhân Spider-Man còn lại đến nha bạn. Hiện tại thì biệt đội các siêu nhân người nhện các cậu ấy đang đến nha bạn. Ui rồi ơi, ok. Bây giờ thì tôi sẽ đi xuống dưới nha bạn. Ai nhảy xuống nha. Ui cái chân, ai da, ai da. Trời ơi, tôi tiêu rồi các bạn. Tôi té từ trên cao xuống luôn nha. Đây. Đây các bạn. Con quái vật nó đang ở phía trước được thấy chưa? Đấy. Một con Venom Siren Head khổng lồ nha bạn. Đây, cơ thể của nó phải nói là rất là lớn nha. Đây. Đặc điểm nhận dạng của mấy con Siren Head là cái tai của nó rất là dài các bạn thấy chưa? Cái tai nó dài muốn bự bằng cái chân luôn ấy. Đấy, từ trên vai mà kéo xuống tới đất luôn kìa. Đây, ui. Ui, có một người bị tấn công rồi con ơi, đây. Có một người đàn ông này bị tấn công rồi, anh ta bị ngất xỉu rồi. Ây cha, phải nhanh chóng tiêu diệt con quái vật Venom Siren Head khổng lồ này thôi con ơi. Nếu không thì thành phố ở đây sẽ bị con quái vật này phá hủy ấy. Đây các bạn, cuối cùng thì biệt đội các siêu nhân người nhện các bạn cũng tới rồi các bạn. Đây, có rất là nhiều các siêu nhân người nhện luôn các bạn. Đây, có Spider-Girl nữ người nhện nữa nha các bạn. Đây. Đây là rất là nhiều các siêu nhân người nhện ở trong thành phố đã đến để tập hợp để tiêu diệt con quái vật rồi các bạn. Đây. Đây người nhện hồng nè. Đây, wow, có người nhện này, cái bộ đồ người nhện của cậu ấy phát sáng rồi các bạn. Đây. Spider-Girl luôn các bạn. Ok. Hiện tại thì biệt đội các siêu nhân người nhện cũng đã tập hợp đầy đủ rồi con ơi. Bây giờ thì chúng ta phải nhanh chóng kết hợp và tiêu diệt cái con quái vật Venom Siren Head đó các bạn. Ôi cha, nó đâu mất tiêu rồi con ơi. Con quái vật đâu rồi? Ú đây các bạn, đây nè, nó đang nè. Trời ơi. Cái cặp mắt của nó phát sáng rồi các bạn thấy chưa? Ui dồi, giống như là cặp mắt của các siêu nhân Ultraman nha các bạn. Ai? Một con quái vật Venom Siren Head khổng lồ và đặc biệt là nó đang rất là đói bụng nha các bạn. Ai cha. Đây. Hiện tại thì Spider-Man người nhện xanh lá cây tôi đang dùng súng bắn vào nó các bạn. Ui rồi. Đấy các bạn thấy chưa? Bắn vào cái bụng nó phát nổ luôn mà cũng không xi nhê gì hết chú ơi. Đây. Ôi tiêu rồi. Tuyệt đối là phải tiêu diệt con quái vật này càng sớm càng tốt các bạn, nếu không thì thành phố sẽ bị con quái vật này nó tấn công vào. Thành phố sẽ bị phá hủy ấy. Ui nó tới nè các bạn. Đây. Ui rồi ơi. Đây các bạn. Đây. Con quái vật Venom Siren Head này nó còn có đã tuyệt chiêu khè ra được một cái hơi thở rất là giống hơi thở nguyên tử của Godzilla luôn các bạn. Đây. Hiện tại thì biệt đội các siêu nhân người nhện bọn tôi đang chiến đấu với một con quái vật Venom Siren Head nha bạn. Ây da. Đây. Con này mạnh lắm con ơi. Xem ra là cả súng súng đạn cũng không tiêu diệt được nó nha. Đây. Bây giờ thì các siêu nhân người nhện bọn tôi đang vào bên trong một cái tòa nhà đang được xây dựng, đang được thi công nè bạn. Trốn ở dưới cái tòa nhà này nha. Ây cha, con này mạnh quá các ơi. Đây. Không ổn rồi. Đây, con quái vật khổng lồ nó vẫn đang đập phá ở trên cái tòa nhà các bạn thấy chưa?
Tại các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi thì trốn ở dưới nè, còn nó thì đang tấn công ở trên cái nóc nhà các bạn. Ủa nó đập phá sụm ở trên đây các bạn ơi. Ây, chà, làm sao đây các bạn ơi, kể cả súng cũng không có tác dụng nha. Đây, tôi nghĩ là phải sử dụng sức mạnh của người nhện Spider-Man thôi các bạn ơi. Là tôi sẽ dùng tơ nhện, bắn tơ nhện trói con quái dập Venom Siren Head này thử xem sao nha bạn. Hy vọng là tơ nhện của người nhện tôi có tác dụng với con quái và khổng lồ này nha. Chứ súng là tôi thấy không có tác dụng rồi ấy. Ok, bây giờ sẽ lấy sức mạnh người nhện ra coi không ơi. Ui nó tới rồi các bạn, đây cái chân của nó nè. Đấy. Ây da. Ui cha, không ổn rồi, phải nhanh lên mới được. Con quái vật Venom Siren Head này càng lúc nó càng nổi điên lên nè các bạn. Đây các bạn, hiện tại thì tôi đã sử dụng sức mạnh của người nhện Spider-Man nè các bạn. Thử bắn tơ hoặc là dùng tơ nhện để trói con quái vật này thử xem sao các bạn. Đây, bây giờ thì tôi sẽ thử tuyệt chiêu là thả mấy cái con nhện điện các bạn. Mấy cái con nhện mà chích điện các bạn. Đấy, thả mấy con nhện này ra để chích con quái vật Venom Siren Head khổng lồ các bạn. Hy vọng là có tác dụng nha. Đây. Ui dồi ôi, tôi thả rất là nhiều mấy cái con nhện robot mà chích điện các bạn. Ui nó chích ra quá chứ. Đấy. Nhưng mà cũng không có tác dụng các bạn ơi. Nó chỉ làm cho cái con Venom Siren Head khổng lồ này càng lúc nó càng điên, nổi khùng nổi điên lên thôi các bạn ơi. Ây da. Chết tẹt thiệt. Đây, hiện tại thì thành phố đang là ban đêm nha các bạn. Phải nhanh chóng tiêu diệt nó nha. Nếu mà để trời sáng thì sẽ có rất là nhiều người dân mà người ta đi làm hay là mấy em nhỏ đi học ấy, thì con quái vật này nó sẽ tấn công thì rất là nguy hiểm nha. Ây da. Đây, nhanh lên nhanh lên. Ôi, ấy các bạn cho. Ui dồi. Nó tấn công, nó đang đuổi theo siêu nhân người nhện tôi nè các bạn. Đây. Bây giờ thì tôi sẽ tìm cách lấy tơ nhện bắn và trói con quái vật Venom Siren Head khổng lồ này nha các bạn. Đây. Các bạn nhìn nè. Đấy, bắt được rồi các bạn. Ui dồi. Ây da, xem ra là tơ nhện thì phải bắn thiệt là nhiều để trói con quái vật này nha bạn. Nó rất là lớn nha. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Wow. Ui dồi. Nó có thể thoát ra được các bạn ơi. Đây, tại vì cơ thể khổng lồ các bạn, con quái vật này rất là mạnh luôn. Nó có thể bứt và thoát ra khỏi tơ nhện của siêu nhân người nhện tôi nè các bạn. Đây, tiếp tục trói lại nha bạn. Ui dồi ôi, không ổn rồi. Xem ra là tơ nhện của Spider-Man người nhện tôi thì cũng chỉ có thể trói con quái vật Venom này trong một chút xíu thôi các bạn. Ây da. Đây. Hiện tại, ui nó đâu mất tiêu rồi các bạn ơi. Con quái vật Venom Siren Head khổng lồ nó trốn mất tiêu rồi nha. Đang chiến đấu với siêu nhân người nhện xanh lá cây tôi thì con quái vật nó biến mất tiêu rồi. Đây, hiện tại thì siêu nhân người nhện xanh lá cây tôi đang tìm kiếm cái con Venom Siren Head ở đằng kia các bạn. Nó đang tấn công ở đằng kia kìa. Ây cha. Phải nhanh chóng ngăn cản thôi. Đáng ghét thiệt. Con quái vật này rất là lớn các bạn. Kể cả tơ nhện cũng không có tác dụng nha. Đây nó nè các bạn. Đây, lấy tơ nhện trói nó lại nha. Đây. Ui ôi nó thoát ra các bạn. Đây, các bạn thấy chưa? Trói nó lại rồi. Đây. Ủa, có chuyện gì vậy ta? Con quái vật Venom Siren Head này. Đây, trói được rồi các bạn. Ui wow. Bắt được rồi. Ui nó thoát ra nữa rồi. Con quái vật Venom Siren Head tự nhiên nó đang bỏ chạy các bạn ơi. Không biết là có chuyện gì nữa nha. Đây. Sử dụng tuyệt chiêu nữa nha bạn. Đây, tôi sẽ sử dụng toàn bộ tuyệt chiêu của siêu nhân người nhện, hy vọng là có thể tiêu diệt được nó nha. Đáng ghét thiệt. Đấy, các bạn thấy chưa? Con quái vật Venom Siren Head này tự nhiên bây giờ nó không thèm tấn công nữa bạn, mà nó đang tìm cách bỏ chạy hay sao ấy, bỏ đi ấy. Đây. Đáng ghét thiệt. Đây. Ủa nó to, các bạn thấy to chưa? Siêu nhân người nhện tôi thì chỉ bự bằng cái móng tay của nó thôi bạn. Wow, tuyệt chiêu bắn tơ nhện. Ây chà, cũng không có tác dụng luôn. Đây. Đáng ghét thiệt. Đây, tơ nhện bắn trói vào. Đây, bắn rất là nhiều tơ nhện để trói xung quanh con quái vật khổng lồ này thì nó cũng có thể thoát ra được cơ ngồi đấy. Chỉ trói được một lát thôi. Đây, con quái vật Venom Siren Head khổng lồ tự nhiên nó rời khỏi thành phố rồi con ơi. Đây, không biết là có chuyện gì luôn ấy. Đây các bạn, con quái vật Venom Siren Head khổng lồ tự nhiên nó không thèm tấn công nữa và nó biến mất tiêu rồi các bạn. Đây,
Trời cũng sáng rồi cưng ơi, không biết là lý do tại sao luôn nha. Hay là trời sáng thì con quái vật Venom Siren Head này nó sẽ không thấy đường, hay là nguyên nhân gì mà con quái vật nó đây tự nhiên không thèm tấn công nữa và nó bỏ đi rồi cưng ơi. Ai cha, nhưng mà tôi chắc chắn với các bạn là thế nào con quái vật đó nó cũng sẽ nhanh chóng quay trở lại tấn công thành phố thôi nha. Đây, mặc dù là các siêu nhân người nhện bọn tôi đã tập hợp vào quyết đấu với con quái vật Venom khổng lồ này rồi, nhưng mà không có cách nào tiêu diệt được nó con ơi. Cũng may là con quái vật Venom nó đã bỏ đi rồi bạn. Bây giờ thì chúng ta phải nhanh chóng tập hợp và bàn bạc kế sách cũng như là kế hoạch để tiêu diệt nó nha bạn. Tôi nghĩ là tối nay chắc chắn nó sẽ quay trở lại tấn công thành phố nha.